Nguyên văn âm Hán Việt. Y 4. Cảnh biến Phật hiện. Cảnh thay đổi Đức Phật hiện ra. Hữu dĩ thử tâm, trừng lộ giáo triệt, nội quan phát minh, thập phương biến tác diêm phụ đàn sắc, nhất thiết chủng loại, quá di Như Lai, ư thời hốt kiến tỳ lô giá na, cư thiên quỷ đại, thiên Phật dẫn diệu, bách ức quốc độ cập dữ liên qua, câu thời xuất hiện, thử danh tâm hồn linh ngộ sở nhiễm, tâm quan nghiêng minh, chiếu chư thế giới, tạm đắc như thị, phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Dịch: là dùng tâm ấy gạn đục lắng trong, hiện ra trong suốt, ánh sắc sáng ngời, ánh sáng bên trong tỏa sáng phát ra khắp cả mười phương, đều biến hóa thành sắc diêm phù đàn, tất cả mọi loài đều hóa Như Lai. Ngay trong lúc ấy, bỗng dưng thấy Phật Tỳ Lô Xá Na ngồi đài thiên quan, có ngàn đức Phật tề tựu vây quanh, trăm ức quốc độ cùng với hoa sen đồng thời xuất hiện. Đó được gọi là tâm thức giác ngộ, linh cảm mà ra. Do ánh sáng tâm nghiên cứu phát minh, soi sáng thế giới, tạm được như vậy không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành, đều tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng: hữu dĩ thử tâm, trừng lộ giáo triệt. Lấy cái tâm này lắng trong mà hiển lộ ra, trong suốt mà sáng ngời, nội quan phát minh, bên trong phát ra một loại ánh sáng. Phát ra ánh sáng như thế nào? Thập phương biến tác diêm phụ đàn sắc, khắp cả thế giới mười phương đều biến thành màu sắc vàng của diêm phụ đàn. Nhất thiết chủng loại quá di Như Lai, tất cả thai noãn thấp quá, bất luận là chủng loại gì đều biến thành Như Lai. Ư thời hốt kiến tỳ lô giá na, vào lúc đó bỗng nhiên nhìn thấy. Thế ai vậy? Tỳ lô giá na tức là biến nhất thiết xứ, đó là tên của Đức Phật. Ngài chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng không có, chỗ nào cũng đều có thân của Ngài. Bỗng nhiên thấy Phật Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ. Cư thiên quỷ đài, thiên Phật dẫn diệu. Ngài ngồi trên đài thiên quan, hiện ra thân Tỳ Lô Giá Na ngàn trượng. Chung quanh có một ngàn vị Phật nhiễu chung quanh Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Bách ức quốc độ cập dữ liên qua, câu thời xuất hiện. Quốc độ cũng rất nhiều, cùng với tất cả các loại hoa sen màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cùng thời đều xuất hiện. Đức Phật ngồi trên hoa sen, hoa sen xuất hiện ở dưới chân Đức Phật. Thử danh tâm hồn linh ngộ sở nhiễm. Ông không nên cho rằng đây là thật. Đây là tâm và hồn của ông hổ tương ra một thứ giác ngộ linh cảm bị nhiễm. Đây không phải là một cảnh giới thật. Tâm quan nghiêng minh, chiếu chư thế giới. Tâm quan của ông đang nghiên cứu phát minh, đang hiểu rõ. Vào lúc này, ánh sáng của tâm chiếu khắp thế giới. Tạm đắc như thị, phi di thánh chứng. Đây không phải là cảnh giới vĩnh viễn, là cảnh giới tạm thời, không phải là chứng thánh quả. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nếu ông không nghĩ mình đã chứng thánh quả, tức là cảnh giới thiện. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Ô, đây là một cảnh giới tuyệt vời. Tôi đã nhìn thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Bạn nhìn thấy chưa? Công phu của bạn không có sâu như tôi. Công phu của tôi quá cao. Nếu ông vừa nghĩ như thế thì Ma Dương lại đến kéo ông vào địa ngục.
Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Tạm đắc như thị, vì cảnh giới này thỉnh thoảng xuất hiện. Tại sao lại có cảnh giới này? Vì ông dụng công đến cực điểm nên thỉnh thoảng xuất hiện cảnh giới hư vọng không thật này. Tuy là hư vọng không thật, nhưng cũng do ông dụng công đến trình độ nhất định nên có hiện tượng này. Hiện tượng này chỉ là nhất thời, tạm được như vậy, không phải lâu dài. Nếu là lâu dài, cảnh giới này lúc nào cũng xuất hiện trước mặt thì cũng không nhất định là thật. Huống chi chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện cảnh giới này, vì thế không nên nhận giặc làm con, không nên đem cảnh giới này để nói mình đã chứng thánh quả. Vì thế nên nói rằng phi di thánh chứng. Đây không phải là pháp cứu cánh, chưa đến bên bờ, nói gì đến việc chứng quả. Ông không nên vị chứng nguồn chứng, vị đắc nguồn đắc, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc. Ông chưa chứng được đạo quả là cho rằng mình đã chứng quả. Ông chưa được trí huệ chân chánh là cho rằng mình đã được. Đây là một loại cảm giác sai lầm. Vì thế không nên chấp trước cảnh giới này. Ông không chấp trước cảnh giới này, bất luận nó là cái gì cũng đều không có vấn đề lớn. Đây không cần phải nghiền ngẫm từng chữ một, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian về mặt tự nghĩa. Chữ nhiễm của linh ngộ sở nhiễm có thể nói là hiển lộ, cũng có thể nói là hình bóng, cũng có thể nói là có một tầng mây mù. Vì thế nó không phải là thật. Ông nên biết điều này, nói tới nói lui đều không phải là cảnh giới cứu cánh, mà là một cảnh giới tạm đắc như thị. Tạm đắc tức là cảnh giới thỉnh thoảng xuất hiện, cũng không phải ông muốn được cái gì thì được cái đó. Tạm đắc tức là thời gian tạm thời, vừa qua thì không còn nữa. Ông không nên cho rằng tôi có cảnh giới này có gì là hay đâu. Đây không có gì cả, rất là bình thường, là việc rất bình thường. Vì thế tu hành không nên tự mãn, dù có chứng quả thành bậc thánh nhân, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, cũng không thể tự mãn, cũng không thể nói tôi tức là Bồ-Tát. Quý vị có hiểu chăng? Không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy tức là kẻ vô lại, đó tức là kẻ bại hoại trong Phật giáo. Phàm là tự xưng, người khác xưng hô, người này không công nhận. Ví dụ người chung quanh khen ngợi người này, nói đó là Phật sống à, người đó là Đại Bồ Tát à, đó không công nhận. Nếu tự mình công nhiên thừa nhận mình là Phật sống, là Bồ Tát, là A-la-hán, là bậc thánh nhân xuất thế, đó đều là yêu ma quỷ quái xuất hiện ở đời để nhiễu loạn những người vô tri vô thức, để nhiễu loạn những người không hiểu Phật pháp, làm thành cảnh mắt cá lộn châu, vàng thao lẫn lộn, thì những vấn đề này sẽ phát sinh ra. Tại sao lại nói điều này? Chính vì sợ người nhận giặc làm con, tức là lo lắng cho ông nhìn thấy cảnh giới này là nhìn thấy Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có ngàn Phật nhiễu chung quanh, tất cả đều biến thành Như Lai. Ông bèn chấp vào cảnh giới này, cho rằng mình là người phi thường. Đây không có gì ngoài khác, chủ yếu là ông không chấp trước. Trước mặt không quản đến thì tốt, không có vấn đề gì. Chủ yếu là mỗi cảnh giới, vài câu phía sau là nói rõ, giải thích rõ ràng vấn đề này. Tức nói phi di thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quân ta. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Nói tới nói lui mấy câu phía sau này tức là nói rõ cảnh giới phía trước đều là hư vọng. Ông không nên dụng công phu ở chỗ hư vọng này. Khi phiên dịch lời văn thông suốt thì được rồi, không cần nhất định phải chấp chặt như vậy. Năm 1980,
thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,